nghiện xuất hiện và gây hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Trong đó, nghiêm trọng nhất là cam, quýt, bưởi, nhãn ở nhiều vùng trên cả nước. Có 3 loại nhện hại phổ biến là nhện đỏ, nhện vàng và nhện trắng. Trong đó, nhện đỏ là loại dễ phát hiện và phổ biến hơn hết. Nhện đỏ sinh trưởng và phát triển quanh năm. Chúng có vòng đời ngắn, khoảng 10 đến 20 ngày, nên thường nhân mật số rất nhanh và gây hại nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa khô. Nhện gây hại trên nhiều bộ phận của cây bằng cách hút dịch các tế bào của cây ký chủ, chủ yếu là các lá non. Các tế bào chết sẽ chuyển sang màu vàng. Khi bị gây hại nặng, toàn bộ lá bị vàng, giảm khả năng quang hợp và cây có thể bị chết. Nhện có thể sinh sản bằng cách giao phối hoặc trinh sản. Tức trong một số điều kiện, con cái có thể tự đẻ con mà không cần giao phối với con đực. Nhện trưởng thành đẻ trứng ở mặt dưới của lá. Con non mới nở hầu như không màu, chỉ có hai mắt màu đỏ đậm. Khi bắt đầu ăn, con non sẽ chuyển dần sang màu xanh nhạt, màu nâu, màu vàng hoặc thậm chí xanh đậm. Hai đốm đen cũng xuất hiện giữa thân chúng. Khi đó, nhện sẽ ngừng hoạt động, chuyển sang giai đoạn tiền nhộng. Nhện trải qua hai lần lột xác thành nhện trưởng thành. Màu của nhện trưởng thành thường phụ thuộc vào môi trường sống, nhất là màu sắc của cây trồng, nơi mà chúng đang sống và gây hại. Trên lá, nhện thường bám mặt dưới lá, gây hại bằng cách chích hút nhựa. Thường thấy lá non nhỏ và xoắn lại, đường gân lá nổi gồ lên, vết cạp, hút, để lại những chấm nhỏ li ti trên mặt lá. Theo nhiều tài liệu cũng ghi nhận được, nhiều triệu chứng khảm do virus hay mycoplasma gây ra do nhện hại là trung gian truyền bệnh như bệnh chổi rồng trên nhãn, vải. Trên trái, nhện gây hại từ khi mới tượng trái đến thu hoạch, tập trung mật số cao trên trái non, gây hại bằng cách cạp và hút dịch của vỏ trái. Nhện đỏ sống tập trung ở phần cuống trái, đít trái và trong các phần lõm của trái. Khi trái còn non, nhện chích và hút dịch ở lớp biểu bì và làm vỡ tuyến tinh dầu trên vỏ trái. Sau đó vỏ trái bị biến màu, tạo những đốm nhám sần sùi trên vỏ trái. Nông dân còn gọi là da cám, làm giảm giá trị thương phẩm. Để quản lý nhện hiệu quả, bà con cần tỉa cành tạo tán thông thoáng, tưới đủ ẩm cho vườn cây, có thể phun nước trực tiếp lên thân lá hay quả để làm giảm mật số của nhện, bón phân cân đối, thường xuyên theo dõi vườn để có biện pháp can thiệp hiệu quả, bao gồm cả biện pháp hóa học nhằm bảo vệ năng suất và chất lượng nông sản.